Xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị đã đến với kênh đầu tư chứng khoán cho Phạm Stock. Cho những anh chị nào mới theo dõi kênh thì tại đây em sẽ chia sẻ mọi vấn đề liên quan đến việc đầu tư chứng khoán, bao gồm phân tích thị trường và phân tích cổ phiếu. Em hy vọng là sau buổi video này, những anh chị đang theo dõi thì chúng ta có thể rút ra được một số cái kiến thức hoặc là những cái kinh nghiệm mà nó có thể giúp ích được một phần nào đó trong cái quá trình đầu tư của anh chị. Và cũng cảm ơn anh chị mình đã theo dõi buổi video này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung đầu tiên là phần phân tích tổng quan và VN Index. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, anh chị thấy là thị trường đóng cửa ở mức giá xanh, cụ thể là tăng 5 điểm, đóng cửa ở vùng 1.125. Hôm nay thị trường dao động trong một cái biên độ khá là hẹp, thì đối với những cái vận động này, chúng ta có thể một phần nào đó hình dung được là cái phiên ngày hôm nay nó khá là ảm đạm. Thanh khoản thị trường nó cũng ở cái ngưỡng thấp. Nhìn chung, cái phiên ngày hôm nay, cái cách vận động của thị trường nó khá là thận trọng. Và những cái vận động như thế này sau khi mà thị trường của chúng ta nó xuất hiện những cái biến động giảm lớn á, là cái vận động rất là bình thường. Anh chị lưu ý ha. Cái yếu tố dòng tiền ngày hôm nay thì nó vẫn chưa có một cái sự đồng nhất, cũng chưa có sự quyết liệt tham gia trở lại và đồng thuận ở tất cả các dòng cổ phiếu. Tuy nhiên thì có một vài những cái mã cổ phiếu riêng lẻ nó cho cái tín hiệu dòng tiền tham gia và nó cũng giúp nêu lại cái tâm lý của VN Index trong cái phiên ngày hôm nay. Ví dụ như những cái mã VHC, Vĩnh Hoàng thì cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên xác nhận cổ phiếu bước vào một cái giai đoạn tăng giá. Anh chị lưu ý ha, một cái phiên mà nó có sự xác nhận về dòng tiền lớn tham chiến và biên độ giá tăng rất đạt. Đây là một cái phiên breakout thành công của cổ phiếu. Và chúng ta nhìn trước đó thì cổ phiếu này là một cái giai đoạn tích lũy tương đối dài. Cụ thể là từ cuối tháng 2 năm 2023 cho đến thời điểm hiện tại tới tháng đầu tháng 7, khoảng tầm 5-6 tháng. Một cái yếu tố tích lũy nền tảng lớn thì cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên xác nhận rất tốt của cổ phiếu. Ví dụ như anh chị mình thấy những cái mã như GVR nè, cũng trước đó cũng có những cái yếu tố tích lũy nền tảng lớn 5 tháng ha. Sau đó cổ phiếu bắt đầu có những cái tín hiệu dòng tiền xác nhận và từ đó cổ phiếu bước vào một cái giai đoạn tăng giá mới. Quan trọng là nó phải có cái phiên xác nhận thành công này thì cổ phiếu nó mới giai đoạn về sau nó mới tăng giá được. Anh chị lưu ý ha. Thì VHC á, là cái cổ phiếu nhân tố duy nhất trong ngày hôm nay nó đạt về cái yếu tố dòng tiền lớn tham gia. Anh chị lưu ý á. Và tuy nhiên thì xét về cái điểm mua mới á, sẽ khá là khó để mà đưa ra quyết định trong cái bối cảnh VN Index của chúng ta nó vẫn còn lình xình và nó chưa rõ xu hướng á, thì cá nhân em cũng như là hệ thống khách hàng thì mình chọn cái phương án đứng ngoài. Mặc dù là hôm nay là cái phiên mà chúng ta có thể lấy vị thế nếu như mà thị trường đang ở cái giai đoạn nó ổn định hơn. Lưu ý ha, thường em cũng tư vấn anh chị mình mở vị thế tại những cái điểm xác nhận dòng tiền như thế này, đúng không? Đấy, nhưng mà xét ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn khá là rủi ro. Nó chưa mang những cái sự đồng nhất nên thành ra là hôm nay em chưa có tư vấn tham gia đối với cổ phiếu VHC. Tuy nhiên nếu như giai đoạn về sau thị trường của chúng ta ổn định hơn và những cái mã cổ phiếu này á, nó duy trì được cái trạng thái tốt thì đây vẫn là một trong những cái cổ phiếu chúng ta chú ý đến ha. Tại vì anh chị mình thấy trong cái bối cảnh VN của chúng ta nó chưa rõ xu hướng, nó đang có những cái chiều hướng gọi là bước vào cái pha giảm điểm, mà những cái mã cổ phiếu như VHC nó lại đi ngược như thế này thì rất là tốt và cũng không gọi là đây cũng là một cái nhân tố có thể nó đi ngược cái vận động của VN Index, tức là nó sẽ mạnh hơn, đúng không? Đó, thì nếu như anh chị nào á mà chúng ta có cái vị thế ở tuần trước thì rất là tốt. Đó, ở những cái vùng giá trước á, thì hôm nay là một cái phiên hoàn hảo. Đấy, còn nếu như mà anh chị nào chưa có thì cái việc mua mới mình cũng phải cân nhắc, có đúng không ạ? Đó, hôm nay
Nếu như mà anh chị nào đã có hàng sẵn thì chúng ta có thể canh gia tăng trong cái phiên ngày hôm nay được. Nó khá là an toàn để mà anh chị mình đã có hàng và mình gia tăng ha. Còn việc mua mới thì mình cần phải xem xét. Đấy, ngoài cổ phiếu VHC này thì chúng ta còn thấy những cái mã như GVR này. Hôm nay cũng có một cái trạng thái đi lên rất tốt, tăng gần 4%. Cổ phiếu này thì ở video ngày hôm qua em cũng có chia sẻ với anh chị đúng không, về cái mặt tích lũy, về cái yếu tố vận động nền tảng, trong nền tảng của cổ phiếu tích lũy nền hướng lên nè anh chị. Đấy thì ngày hôm nay là cổ phiếu khá là đẹp, có một cái điểm hướng lên như thế này. Thì ở video trước á, em có tư vấn là những anh chị nào có nắm thì mình cứ nắm giữ thôi, khả năng vn index của chúng ta nó ổn á thì những cái mã cổ phiếu này nó vẫn sẽ tiếp tục tăng đúng không. Anh chị nào chưa theo dõi video ngày hôm qua thì mình có thể dành một chút thời gian theo dõi lại, tại vì em sẽ gọi là dựa trên những cái vấn đề mà mình có nhắc ở video á, và mình nhắc lại ở video này, chứ không phải là thấy cổ phiếu tăng rồi em nói là em như này như kia là không có ha. Mọi cái vấn đề, mọi cái yếu tố, mọi cái thông tin em đều có cập nhật tại những cái video gần nhất, và những cái việc mà em nói ra như thế này dựa vào những cái thông tin em đã cập nhật ở cái video trước, chứ không phải là mình bị ra. Nên là anh chị muốn chắc chắn hơn thì có thể tham khảo lại cái video trước ha. Đó thì mình chia sẻ rõ ràng rất cái quan điểm thôi, mặc dù cổ phiếu nó đẹp nhưng mà mình không có ưu tiên mua cái đoạn này. Những cái mã cổ phiếu mình mua á, cần mua thì mình đã mua rồi. GVR cũng rất đẹp nhưng nó không nằm trong cái lựa chọn của mình, mà em quan sát là sau khi kết thúc phiên hôm thứ sáu á, khi mà cổ phiếu nó đóng test cung nè đó, thì tuy nhiên là nó đạt được cái yếu tố đấy nhưng mà mình không có mua mới là như vậy, tại vì mình xem xét những cái vận động của VN nè đúng không, nó vẫn chưa ổn định nên thành ra là em ưu tiên nắm giữ tiền mặt nhiều hơn đấy, có mở nhưng mà sẽ mở những cái mã cổ phiếu khác, tí nữa mình sẽ đề cập sau ha. Còn ví dụ như những cái mã như GVR thì anh chị nào có nắm thì em nghĩ là vẫn tiếp tục nắm giữ được thôi, xu hướng rất khỏe và hôm nay thậm chí là con này có tiền vàng nữa nè đó, nó neo được cái vùng giá cao nhất trên cái vùng 20 này thì rất là khỏe nha anh chị, thật sự phải rất nói rất là đẹp luôn á. Đó, đây là một cái phiên tăng nó đạt nè, còn cái phiên tăng á, mà như cái nhóm đầu tư công ngày hôm nay sáng tăng chiều lại hạ nhiệt á, thì nó vẫn chưa đạt. Mình nhìn sang cái nhóm đầu tư công một chút đi thì anh chị mình cũng sẽ thấy hôm nay ở đầu phiên nó cũng cho cái trạng thái khá là tốt, dòng tiền vào rất là ok đúng không, nhưng mà rất là tiếc là nó không giữ được cao nhất phiên, tức là cho thấy cái lực bán ở những cái vùng trên cao này á nó vẫn vẫn còn, và cái áp lực bán ở thời điểm hiện tại của VN Index nó vẫn còn, nên thành ra đối với những cái mã cổ phiếu như KSB mặc dù là xu hướng mạnh đó nhưng mà hôm nay nó vẫn không duy trì được ở những cái vùng cao, thì thành ra là đối với cái trạng thái này cổ phiếu nó vẫn sẽ tiếp tục dao động thêm quanh cái vùng giá 30, anh chị lưu ý ha, sẽ dao động thêm chứ cái khả năng tăng ngay em nghĩ là cần thêm thời gian. Rồi mình nhìn sang những cái mã khác, ví dụ như HT1 nè đúng không, mình cũng có chia sẻ những cái mã cổ phiếu này nó có khả năng tăng đấy, nhưng mà hôm nay nó tăng chạm đúng cái vùng gần 17 thì nó lại quay đầu về, tức là cái vùng 17 này là cái vùng nó tồn tại những cái lượng cung trên này đó, thành ra cái yếu tố lực cầu vào không mạnh, cung trên này bán ra, cung treo lơ lửng này, nên thành ra hôm nay giá cổ phiếu nó vẫn chưa có những cái sự đột biến quá lớn đó, thì thành ra là nó sẽ có những cái yếu tố tích lũy thêm, anh chị lưu ý ha. Trong cái nền giá mà đã có hai phiên nó quay đầu giảm như thế này nè thì em nghĩ là cổ phiếu nó sẽ mất thời gian để mà nó rũ bỏ thêm, nó tạo những cái tâm lý gọi là chán nản cho những nhà đầu tư nào mà nắm những giữ những cái mã cổ phiếu như thế này nè. Ví dụ như anh chị mình mua cổ phiếu HT1 quanh cái vùng giá 16 đi, nhưng mà nắm lâu cổ phiếu nó không tăng, anh chị mình có chán không? Thường mình chán mình sẽ có xu hướng bán ra, khi mà mua hàng về nắm giữ vài ngày cổ phiếu nó lại không tăng thì mình lại muốn bán đúng không? Đó thì thành ra cổ phiếu nó sẽ tạo những cái tâm lý chán nản như vậy, rồi nó rũ bỏ xong kiệt về khối lượng thì lúc đó mới mới tăng. Một cái điểm tốt của HT1 đó, đó là ngày hôm nay cái thanh khoản nó thấp nè anh chị. Đó, tức là nó không có bị đeo bám quá nhiều, thì thành ra cái yếu tố ví dụ như nó có rung lắc thì em nghĩ cũng dao động quanh cái nền này thôi. Đúng không? Đấy, rồi những cái mã khác ví dụ như HHV. HHV hôm nay cũng hướng lên nhưng mà nó không giữ được nè.
trạng thái chung ha của nhóm đầu tư công. Đấy, ví dụ như FCN thì chững là ngừng cái đà rơi thôi. LCG thì sao? LCG neo quanh nền thôi, cũng chưa có những cái bứt thoát quá lớn. Nhưng mà đối với những cái mã cổ phiếu như LCG á, anh chị lưu ý những cái mã này thì nó vẫn chưa có vượt được đỉnh nè. KSB thì nó đã vượt rồi đúng không? Có xác nhận gần đây nhất nó vượt rồi. HT1 cũng vậy. Còn những cái mã cổ phiếu như LCG mình thấy là nó đi ngay khá lâu và nó chưa có kích hoạt được dòng tiền tham gia, thì anh chị mình cần phải quản trị đối với những cái mã như thế này. Nếu như mà thị trường của chúng ta nó bất ổn á, thì những cái mã cổ phiếu mà gần đây nó chưa có dòng tiền mà nó đi ngang quá lâu như thế này thì nó vẫn có khả năng rũ bỏ nha anh chị. Nên là anh chị mình cực kỳ phải lưu ý nha, đối với những cái mã như LCG hay là FCN cũng vậy. Đấy, lưu ý nè. Đối với FCN thì em lại thấy nó chắc chắn hơn, tại vì trước đó ngày 21 tháng 6 nó đã có một cái điểm dòng tiền hướng lên rồi, và những cái phiên này nó đang rũ bỏ kiệt về thanh khoản, thì mình có khả năng là cổ phiếu này nó vẫn sẽ quay về test lại những cái vùng đỉnh trước 16.x nè, đúng không? Còn những cái mã như LCG thì cái dòng tiền vào nó chưa quyết liệt, nó hơi yếu ở cái nhịp này, nên là anh chị mình cực kỳ lưu ý nha. Nhìn sang những cái mã khác, ví dụ như VCG thì sao? VCG thì test đỉnh, anh chị thấy nè, test đỉnh nhưng chưa thành công, cổ phiếu tụt đầu lại ha. Con này thì em nghĩ là nó sẽ cần thêm thời gian, nó rũ bỏ, nó tích lũy lại, lưu ý nha. Đấy, test đỉnh chưa thành công thì cần thời gian nó test, nó đi ngang thêm nha anh chị. C4G thì lại ổn hơn nè. Con này thì anh chị mình có thể nốt lại nè, đúng không? Ở video trước em cũng có nhắc rồi, thì hôm nay mình thấy cái trạng thái hướng lên khá là tốt của cổ phiếu đó, cầu vào, cầu chưa vào, nhưng mà hôm nay là những cái điểm test cung khá là đạt của cổ phiếu nha, và liên tục là hai cái phiên test cung khối lượng thấp rồi nè, thì khá là đẹp cho cái xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu nhé. Đây, xét về trung hạn á, thì con này tích lũy nền tảng, trồng nền tảng nè anh chị. Cái nền của nó đi lên ấy, nền đi lên thì những cái mã như HCM hay là VCI hay là SSI thì nó cũng đang vận động như thế, anh chị lưu ý ha. Đấy, thì đối với C4G mình cũng có note lại để mà theo dõi cho hệ thống khách hàng đạt cái tiêu chí về dòng tiền, mình sẽ tư vấn tham gia giải ngân. Tại vì C4G á, là cái cổ phiếu mà nó cũng sẽ được hưởng lợi trong cái dự án của sân bay Long Thành, cái câu chuyện 6 tháng cuối năm này đó. Những cái mã cổ phiếu khác ví dụ như VCG thì là chủ thầu chính nè, đúng không? Đầu tư công nó cũng sẽ được hưởng lợi luôn đó. Thì những cái mã cổ phiếu này anh chị mình có thể note lại và mình theo dõi ha. Đó, ngoài cái nhóm đầu tư công này thì hôm nay thị trường của chúng ta những cái cổ phiếu nhóm hóa chất nó cũng cho cái tín hiệu rất là tốt ở đầu phiên, nhưng mà bị một cái là nó đang có cái yếu tố quay về lắp ráp nè. Thì cái nhóm này á, do là cuối tuần có cái thông tin nhà máy hóa chất ở Trung Quốc cũng như là ở châu Âu, ở cái nào đó, Nga thì phải, thì nó bị nổ. Đấy, thành ra là cái giá hóa chất nó tăng lên. Những cái cổ phiếu như DCM hay là DBM nè, về hóa chất và đạm á, phân bón á, thì nó cũng sẽ được hưởng lợi. Nên thành ra anh chị mình thấy sáng đầu phiên những cái mã này là nó mở ra nó trần luôn, đúng không? Hết ATO một cái là nó đánh trần luôn. Nhưng mà anh chị mình cực kỳ phải lưu ý, đối với những cái trạng thái mà dựa vào những cái thông tin mà sau đó cổ phiếu tạo những cái vùng gap cho nhà đầu tư vào mua đuổi á, thì mình phải hết sức lưu ý những cái mã cổ phiếu như vậy, hạn chế vào sớm nha. Đó, mặc dù nó tăng nhưng đó sẽ không phải là những cái điểm mua an toàn để mà anh chị mình mua. Nên là anh chị mình cực kỳ phải lưu ý đối với những cái mã cổ phiếu mà nó quá gọi là lấy cái tin tức ra để mà dụ cầu á, thì không nên ha. Lưu ý đối với những cái trạng thái của DCM, DBM, anh chị nào lỡ mua trong ngày hôm nay dính giá trần á, thì mình canh hàng về xử lý, lưu ý ha. Nếu mà cái điểm mua mình không tốt mình phải quản trị. Còn anh chị nào chúng ta mua ở dưới thì em nghĩ không phải vấn đề, đúng không? Mình có những cái khoản lãi nhất định, con này tăng tới đây rồi thì chúng ta mua ở dưới chúng ta sẽ có những cái phần lãi nó bảo kê chứ. Đấy, thì mình có thể nắm giữ và theo dõi thêm. Còn đối với những anh chị mà chưa có vị thế tốt thì buộc mình phải xem xét cái vận động về sau của cổ phiếu coi nó như thế nào, mình quản trị sao cho nó kịp thời ha. Là đối với nhóm phân bón, dầu khí ngày hôm nay cũng là một cái dòng mà nó tạo những cái yếu tố cân bằng khá là tốt đấy anh chị. Ví dụ như BVS nè,
Đấy, BVS cho một cái điểm hướng lên đúng không? Tạo nền rất là tích cực ha. Nhìn chung BVS em thấy đoạn này giữ nền ok nhé anh chị. Nè, anh chị thấy nè. Một cái nền tảng lớn của cổ phiếu, nó có những cái điểm spring rũ bỏ trước đó này. Cái điểm spring này là một cái điểm mà cái pha rũ tất cả những cái nhà đầu tư, những cái pha rũ cuối cùng trước khi bắt đầu cổ phiếu nó hồi phục và nó chuyển sang một cái giai đoạn mới á. Thì anh chị mình lưu ý cái điểm spring này á, nó sẽ kết thúc một cái sự giảm điểm của cổ phiếu và sau đó là bắt đầu một cái giai đoạn đi ngang tích lũy mới và thậm chí là tăng giá mới. Đó, cái pha spring này anh chị thấy nè, rũ bỏ khối lượng lớn nè, đúng không? Sau đó cổ phiếu cân bằng lại khối lượng thấp và bắt đầu hồi lên. Thì đây là những cái vùng cú rũ bỏ cuối cùng nè. Theo cái mẫu hình Wyckoff á, nếu như anh chị này chưa rõ thì mình có thể lên Google mình search những cái mẫu hình tạo đáy VSA. Đó, thì BVS là nó có những cái điểm rũ bỏ spring nè, thậm chí BVD cũng vậy luôn á. Dầu khí nó có những cái pha spring nha anh chị, những cái điểm spring á. Đó, thì cái hôm nay cái nhóm dầu khí á, mình thấy cái trạng thái cân bằng khá là tốt. Đây là nền tích lũy lớn nè, nền tích lũy số 2 nè, nền ngắn thôi. Đó, nền số 3 hiện tại giữa cái vùng neo trên này nè. Ok ha. Chứ ít là nó không có bị điều chỉnh quá sâu nha anh chị. Là tốt. Còn những cái nhóm cổ phiếu mà nó bị điều chỉnh sâu á, đôi khi nó sẽ chưa muốn đánh đâu. Đó, nhưng mà đoạn này thì giữ ok. Mình có biết cái bản chất của cái dòng này á, là thường nó sẽ không đồng pha với thị trường. Ví dụ như thị trường bất ổn, ok, có thể cái dòng này nó xanh điểm, nó không giảm. Nhưng mà khi thị trường tăng á, đôi khi cái dòng dầu khí nó lại không đánh. Vậy nên cái dòng dầu khí, anh chị mình lưu ý giúp em là nó sẽ không mang cái bản chất là cái dòng thị trường, mà nó là một cái dòng riêng, một cái dòng dầu khí, một cái dòng mà nó vận động tương đối khó chịu đấy. Nên thành ra là đối với những cái mã như dầu khí á, nếu như anh chị nào có nắm thì em nghĩ là mình có thể nắm giữ thêm được nha. Khả năng thì nó vẫn sẽ có những cái cú tăng điểm á, nó sẽ đi ngược thị trường á, nếu mà cái trạng thái đỡ cung tốt như thế này. Đối với VVD nè anh chị mình thấy nè, sau một cái yếu tố tích lũy nền tảng lớn ha, có dòng tiền vào xác nhận nhịp đầu tiên, sau đó cổ phiếu bắt đầu túc tắc đi lên nè. Đó, rũ bỏ nè, hướng lên hồi phục nè, cân bằng lại, kiệt về thanh khoản. À, những cái form cổ phiếu này khá là quen đúng không anh chị? À, rũ bỏ, kiệt về thanh khoản, sau đó hướng lên, ví dụ như cái FB nè. Rũ bỏ nè, test đáy, kiệt thanh khoản, có những cái điểm hướng lên. Đúng không? Cân bằng và sau đó hướng lên, hoặc như last nè. Có dòng tiền nè, rũ bỏ, kiệt về thanh khoản hướng lên đúng không? Đây nè, điểm hướng lên cân bằng lại, có những cái yếu tố rũ kỳ thanh khoản, sau đó tiếp tục lại có những cái nhịp đẩy giá mới. Đó, tạm thời mình nhớ những cái mã cổ phiếu nào thì chia sẻ với anh chị ha. À, chẳng hạn như GVR đi, à KBC, à, đây KBC cái form nè, tăng nè, rũ nè, kỳ về thanh khoản nè, cân bằng nè, điểm hướng lên nè. Thấy không? Đó, BVD nó đang BVS nó đang ở những cái pha như thế này nha anh chị. Cái pha rũ nè. Hướng lên nè. BVD chứ. Đấy. Có những cái nhịp điều chỉnh xiết biên nè, đúng không? Tạo những cái điểm test cung hôm qua và hôm thứ sáu và hôm nay test cung nè, khá là ok nha. Nếu như ngày mai cổ phiếu này có dòng tiền xác nhận vào là khá là chuẩn đấy. Và chúng ta cũng có thể mở vị thế luôn. Tuy nhiên cái thanh khoản phải đạt nha anh chị. Đó, tuy nhiên cái thanh khoản nó phải đạt. Nhìn chung là 10 đến 15 triệu cổ phiếu là sẽ ok. Đấy, cái thanh khoản nó phải lớn như vậy thì nó mới an toàn nhé. Còn nếu như mà nó tèo tèo nó hướng lên á, thì cũng rất là dễ ngủm củ tỏi. Nên thành ra là không vào sớm, phải quan sát cái yếu tố dòng tiền. Lưu ý ha, em cũng sẽ nói lại những cái mã cổ phiếu như BVD để mà tư vấn anh chị trong khách hàng này. BVS, ok. BVC cũng tích lũy ok này. Đó, nhìn chung đại trước mình có nắm BVD anh chị, trong khách hàng của em có nắm BVD, nhưng mà khi mà cổ phiếu nó xuất hiện cái yếu tố khối lượng giảm lớn á, là ok mình bán luôn, mình quản trị, mình chốt lãi luôn, thấy nó hơi rủi ro nhưng về sau nếu như nó ổn thì mình vẫn có thể tham gia trở lại nha, lưu ý ha. Chứ không phải là mình bán ra rồi mình lại có một cái quan điểm là đã bán rồi không thích những cái mã này nữa, không tham gia,
Hoặc là anh chị ví dụ như mình cắt lỗ cái mã này đi, rồi sau này thấy cổ phiếu nó đẹp mình cũng không có tham gia luôn, đúng không? Đạt những cái điều kiện của mình cũng không tham gia, tại vì mình đang bị một cái tâm lý, tại vì mình cắt lỗ những cái mã như thế thì không lẽ nào mình lại mua lại, đúng không chị? Tâm lý thường là nó như vậy á. Nhưng mà đó là một cái tâm lý hết sức gọi là không nên có nha, không nên có. Vì đôi khi những cái tâm lý như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình đầu tư của anh chị, và thậm chí là nó có thể nó không phải là giúp mà là nó làm cho anh chị mình bỏ lỡ những cái mã gọi là cổ phiếu khỏe, cổ phiếu mạnh luôn, thậm chí là những cái mã siêu cổ phiếu luôn anh chị đó. Nên thành ra là cái tâm lý mà mình đã bán những cái mã cổ phiếu mình cắt lỗ đi á, mà mình không mua lại á, thì không nên. Nó đẹp về sau mình vẫn mua, anh chị lưu ý ha. Đấy, dạ rồi. Đó là cổ phiếu nhóm dầu khí. Những cái mã như BSR thì sao? Nhìn chung là rất là kỳ cung rồi đúng không? Rất là kiên nhẫn đối với những cái mã như thế này, nhưng mà phải chịu thôi, tại vì nó không xấu để mà mình bán. Nó vẫn có những cái tiềm năng tăng giá, và nó không có những cái biến động lớn. Em có tư vấn anh chị là nếu như con này nó có xu hướng rũ về nền dưới, đúng không? Những cái lực bán nó lớn á, thì ok em sẽ chấp nhận chốt lại, tại vì vùng giá vốn mình mua dưới này. Nhưng mà hôm nay nó lại đỡ giá khá là tốt và nó tạo những cái điểm test cung quanh những cái vùng nền nữa, thì mình rất kỳ vọng là nó sẽ cho những cái điểm tăng giá mới ha. Nên thành ra hôm nay em cũng không tư vấn bán luôn, có hàng cứ tiếp tục nắm giữ đó. Anh chị nếu đã có mua BSR ở đằng trước thì mình cứ giữ thôi. Mình cũng chưa nên mua thêm nha anh chị, tại vì con này á phải, nó phải vượt được những cái vùng 18, dòng tiền lớn và tham gia, thì đó mới là những cái phiên mà anh chị mình mới có thể gia tăng. Còn nó chưa có những cái phiên như vậy, mình gia tăng cũng vô ích thôi đó. Đôi khi mình phải nắm giữ rất là lâu, và thậm chí cái tâm lý nó chán nản nữa, nên thôi ha, cứ chờ cho cái điểm xác nhận đi, rồi lúc đó em sẽ tư vấn gia tăng sau đó. Thì đối với dầu khí, một cái trạng thái đỡ cung tốt thì rất là tiềm năng vào ngày mai nhé. Rất là kỳ vọng. Rồi thì đó là một số những cái mã cổ phiếu, những cái dòng cổ phiếu sau cái phiên ngày hôm nay nó cho cái trạng thái ổn định. Ngoài ra một cái mã cổ phiếu nữa mà thuộc cái dòng ngân hàng, đó là những mã như SHB. Đấy, thì hôm nay duy nhất cái mã dòng ngân hàng SHB này á, là nó cho cái tín hiệu dòng tiền tham gia, một cái điểm dòng tiền hướng lên sau khi rũ bỏ kỳ thanh khoản nè anh chị. Anh chị thấy trạng thái đi ngang nè, nhúng một cái nè, khối lượng nó thấp, nhìn chung nhúng một cái để rũ bỏ bán anh chị. Sau đó những cái điểm hướng lên như thế này rất là đẹp ha, rất là tốt, củng cố cho cái xu hướng tăng của cổ phiếu nó sẽ được tiếp diễn nha. Ok nhé. Đấy, đối với những cái mã cổ phiếu như SHB thì không biết là, mình đã có tư vấn với anh chị ở cái video gần đây rồi. Đây nè, ngày 28 tháng 6 á, sau khi kết thúc ngày 28 tháng 6 thì mình có lưu ý nè, SHBO và BHR đúng không? Thì SHB là một trong những cái mã cổ phiếu mình đã đắn đo rất nhiều. Trong cái lúc mà VN Index của chúng ta tuy là nó giảm, nhưng mà xuất hiện những cái mã cổ phiếu nó vẫn vận động ổn định, cái trạng thái nó đẹp. Đây nè, SHB thời điểm đó thì mình có phân vân SHB, có phân vân GVR, có phân vân đầu tư công như HT1 hay là KSB đấy. Đó, nhưng mà mình quyết định là chọn những cái mã như SHB anh chị nhé. Đó, mình bỏ vị thế, chứ mình không đánh dàn trải quá nhiều. Khi mà VN của chúng ta nó đang ở cái trạng thái lình xình chưa rõ xu hướng thì mình sẽ không ưu tiên mua quá nhiều cổ phiếu, mà mình chỉ chọn lọc thôi. Thì đối với SHB là cái sự lựa chọn của riêng khách hàng. Thì em có mua quanh cái vùng giá 12 chấm 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 7 chấm 8 gì đấy ở cái phiên phiên này thì phải nè. Cái phiên này ngày 28 tháng 6 đúng không? Là mình mua cái phiên này nè anh chị. Đó, thì hôm tuần trước là hàng đã về rồi. Đó, thì hôm nay cái vận động như thế này rất tích cực, và mình vẫn cho tiếp tục nắm giữ, thậm chí là em có những cái điểm gia tăng khi mà cổ phiếu nó có xác nhận vượt 13 nữa, có gia tăng thêm một ít nha anh chị lưu ý. Nhưng nhìn chung là nó đạt về cái tiêu chí của mình thì mình sẽ gia tăng thôi đó, mua tại nền, bây giờ có dòng tiền hướng lên thì ok tiếp tục lại gia tăng
tại vì đã có vị thế sẵn rồi. Chứ mà hôm nay em tư vấn mua mới SHB là không có nha anh chị. Đoạn này thì em vẫn rõ ràng quan điểm thôi, đó là mình vẫn chưa ưu tiên mở vị thế mới. À, mình tiếp tục quan sát thị trường, quan sát tín hiệu dòng tiền, cổ phiếu để mà mình chọn lọc đầu tư lớn vào cái giai đoạn sau. Còn thời điểm hiện tại thì mình chỉ gọi là quản trị trong cái danh mục hiện tại thôi. Đó, và dựa vào cái danh mục mà mình đưa ra những cái quyết định mua hay bán. Thì ví dụ như SHB ngày hôm nay đi, mình có tín hiệu dòng tiền tham gia, ok, gia tăng. Còn những cái mã khác trong danh mục, ví dụ như DSI, vận động bình thường nắm giữ, BSR cũng vậy, vận động bình thường nắm giữ thôi. Đó, hành động trên danh mục có sẵn chứ cũng không có dàn trải quá nhiều. Đấy, thì đó là cái chiến lược ở thời điểm hiện tại đối với room khách hàng anh chị ha. Thì SHB á, anh chị mình thấy cái phiên giao dịch ngày hôm nay nè, lý do tại sao gia tăng á, thì em đã có chia sẻ rồi đúng không? Nó củng cố cho cái xu hướng tăng sau này, và cái vận động tích lũy trước đó của cổ phiếu á, nó cũng rất là siết chặt. Và anh chị mình thấy cái form cổ phiếu nó giống như cổ phiếu nào? Đó là cổ phiếu SSI, tích lũy hướng lên nha anh chị. Nè, SSI nè, tạo đáy nè đúng không? Tích lũy nè, nền tảng nè, vượt đỉnh nè, test lại tiếp tục tăng tăng giá nè, đúng không? Test lại tiếp tục tăng giá. Thế đắp bên nè anh chị thấy nè, tích lũy nè, vượt đỉnh nè, test lại tiếp tục tăng giá. Và cái phiên ngày hôm nay nè, nó như là cái phiên này của SSI nè anh chị, cái phiên 29 tháng 5 á, tương tự như cái phiên 29 tháng 5 của SSI nha, SHB ngày hôm nay nè. Đó, một cái phiên mà cổ phiếu nó rủ đi ngang nè, tạo tâm lý chán nản rũ bỏ nè, nhúng một cái khối lượng kiệt, sau đó có một cái điểm hướng lên dòng tiền. Đấy, thì anh chị mình thấy đạt về cái tiêu chí gia tăng thì em sẽ cho gia tăng. Anh chị mình thấy sau cái phiên dòng tiền hướng lên này của SSI thì sau đó cổ phiếu bước vào cái giai đoạn tăng giá rất là tốt, đúng không? Thì em cũng rất kỳ vọng là những cái mã cổ phiếu nhan HB là nó sẽ vào được cái form như thế. Khả năng thì nó cũng sẽ chưa có tăng ngay như cổ phiếu SSI đâu, tại vì SSI là nó đang vào sóng, còn SHB thì nó đánh riêng lẻ chứ nó cũng không có vận động theo sóng dòng. Đấy, nên thành ra đôi khi cái vận động đi lên của nó sẽ hơi chậm hơn một chút so với SSI, nhưng mà vẫn rất là ok rồi, đúng không? Đây hai anh chị ha, SHB này, tại room khách hàng nè. Đó, ngày 5 ngày trước SHB, anh chị tham gia SHB quanh giá 12.8 nhé, điểm mua đầu lấy vị thế. Và trước đó thì mình đã có tư vấn quan sát SHB rồi. Nè, nhận định đầu phiên 28 tháng 6 á, thì mình có nốt ra một số cái mã cổ phiếu quan sát nè. Đó, thì ngày hôm đấy SHB đạt về cái tiêu chí T cộng thì mình có cho giải ngân, đúng không? À, SHB giá mua, giá bán, giá cắt lỗ. Đó, một cái điểm mua thì em luôn có những cái điểm quản trị như vậy để mà anh chị mình nắm bắt. Cho những anh chị nào mà ví dụ như mình không có thời gian theo dõi bảng địa nhiều đi, thì mình có thể nhớ những cái mốc này và mình có thể đặt một cái lệnh trước, đúng không? Có thể đặt một cái lệnh trước, khi nào mà cổ phiếu nó vi phạm hay là đạt target của mình thì ok, cái lệnh nó mới khớp. Còn nếu không thì vẫn cứ nắm giữ cổ phiếu như bình thường. Đó, thì mình sẽ gọi là linh hoạt được hơn anh chị. Cho những anh chị này không có thời gian nhiều xem bảng điện thì mình cứ tập trung vào những cái mục, những cái vùng giá mà em có tư vấn ở đây ha. Đó, thì đó là những cái chiến lược của cổ phiếu. Thì em dự kiến là con này nó sẽ về những cái vùng đỉnh trước là vùng 14 nha anh chị, target ngắn hạn đó, rất là ok ha. Còn lại những cái mã cổ phiếu khác thuộc dòng ngân hàng thì nó vẫn chưa có những cái yếu tố quá đột biến. Ví dụ như Liên Việt ngày hôm nay cũng ok, trong phiên nó tăng tới tận 2%, nhưng mà anh chị mình thấy khối lượng nó bé nè, thì thành ra nó dễ quay đầu lại, đúng không? Về lại những cái vùng 15 chấm ít á, là những cái vùng trước đó cổ phiếu nó gặp kéo lực bán liên tục, nên thành ra là con này nó cứ vận động lên sình thôi. Cơ bản thì nó cũng chưa có dòng tiền đó nên là nó lên sình, nhưng mà anh chị nào có hay thì mình cứ giữ thôi, không phải quá xấu ha. Con này nó đang cho cái vận động VCB á, siết cái biên nè, cái biên độ điều chỉnh nó có những cái sự thu hẹp nè. Đó, những sự thu hẹp về cái biên độ điều chỉnh. Thì anh chị mình có hàng thì mình cứ yên tâm nắm giữ ha. BID thì ngày hôm nay chủ yếu em nghĩ là trả điểm số. Ở cái phiên hôm thứ sáu thì con này bị đè trong ATC, nên thành ra là hôm nay nó có những cái yếu tố trả điểm trở lại. MSB, MSB có một số anh chị mình hỏi em là có mua được không nè. Nhưng mà MSB anh chị mình lưu ý là
Mình nhìn cái vùng giá 13.x con này 3 lần chưa vượt được, đúng không? 3 lần nỗ lực vượt đỉnh 13.x nhưng chưa thành công. À, và gần đây thì cổ phiếu lại gặp áp lực bán lớn ở phiên hôm thứ sáu nữa, nên thành ra lưu ý là mình chưa nên giải ngân sớm đâu anh chị, nên chờ thêm. Con này có cái cản khá là quan trọng ở quanh cái vùng trên này, chờ cho nó phản ứng đi, chờ cho nó hồi phục lên tới đây xem cái phản ứng nó như thế nào. Tốt, ok, tôi sẽ thăm dò. Còn nếu như nó hồi lên mà nó lèo tèo hoặc là nó không hồi lên nổi đi thì thôi không có vào ha. Mình phải kiên nhẫn thời gian, bỏ thời gian trước để mà quan sát nó chứ cũng không mua vội, lưu ý nhé. Đấy, ACB thì neo thôi, quay về lắp ráp hướng lên giữ, không có biến động quá nhiều. MB cũng vậy nè anh chị. Techcom nhìn chung là dòng ngân hàng, Techcom ngày hôm nay là bị đè giá anh chị. Mình thấy em kể một cái biên sideways trên của cổ phiếu không, thì khi mà sideways nó chạm biên trên thì nó về biên dưới là vận động bình thường nha, chừng nào nó thủng cái biên này nè đó nó mới là có vấn đề ha, nó mới có vấn đề. Còn nếu như nó không thủng thì anh chị mình có hàng cứ nắm giữ thôi, nó vận động giảm về biên dưới thì kệ nó, khi nào nó thủng mới chú ý, còn không thì cứ để nó tự vận động nha. VIP, VIP thì ok nhé, kiệt về thanh khoản nè, lại lại xuống kiệt về thanh khoản, khả năng sẽ có một cái nhịp quay về test cái vùng giá 20, có hàng tiếp tục nắm giữ. CTG nhìn chung CTG nó đang về nền anh chị. Một cái điểm của CTG là nó cái hỗ trợ của nó gần đây luôn rồi đó, thì thành ra hôm nay giảm điểm nhưng mà khối lượng thấp thì em đánh giá ok chứ không phải là quá xấu ha. Con này về test nền không xa hết, có hàng tiếp tục nắm giữ được. STB giữ nền biên trên ok, có nắm thêm được. Khi nào thủng cái biên trên này nè, thủng cái vùng 29 nè thì anh chị mình hẳn cần xử lý, còn nếu như không thủng thì thôi cứ tiếp tục nắm giữ thêm nhé. Đấy, thì nhìn chung đối với dòng ngân hàng ngày hôm nay chỉ có duy nhất SHB là tâm điểm, còn lại những cái mã cổ phiếu khác thì giữ giá thôi đó. Tuy nhiên không tốt cũng chẳng xấu, và chúng ta vẫn ưu tiên quản trị hơn so với việc là mua mới. Đấy, dạ rồi, sau khi nhìn hết một dòng thì anh chị mình thấy đó, VN-Index ngày hôm nay nó không có sự đồng thuận và nó đánh rất là khó chịu, đúng không? Sự phân hóa rất cao. Bản chất phiên ngày hôm nay là nó gọi là mình xem xét, mình đánh giá những cái mã cổ phiếu nào nó khỏe, những cái mã cổ phiếu nào yếu, để mà từ đó mình có thể cơ cấu danh mục được tốt hơn. Mình loại bỏ những cái mã cổ phiếu yếu trong danh mục và mình tập trung chú ý nhiều hơn vào những cái mã cổ phiếu khỏe, để mà về sau giai đoạn mà VN-Index của chúng ta nó ổn định á thì mình có thể đổ dồn cái lực vào những cái mã cổ phiếu khỏe đó. Còn hiện tại thì anh chị mình thấy mở mua mới nó rất là khó luôn, cơ hội thì ít, đúng không? Mua sai thì nhiều, nên thành ra là tốt nhất nên chờ VN-Index nó ổn định hơn, nó có một cái sự đồng thuận hơn thì lúc đó em sẽ tư vấn giải ngân anh chị ha. Dạ rồi, thì em cũng xin phép kết thúc buổi video ngày hôm nay ngay tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều đã theo dõi đến hết video này. Nếu như anh chị mình thấy hay thì đừng quên ủng hộ em bằng cách là nhấn nút like video cũng như là giúp em một cái phần đăng ký kênh. Đây là những động lực rất lớn để mà giúp em duy trì cái kênh YouTube này. Đấy. Và ra nhiều video hơn nữa đến với anh chị mình ha. Dạ rồi, em cũng có một cái room cộng đồng để mà tại đó anh chị có thể tham khảo những cái nhận định hoặc là kiến nghị mua bán cổ phiếu, thì cái đường link room cộng đồng em để phía dưới phần miêu tả của video này. Room đó thì hoàn toàn miễn phí anh chị ha. Dạ rồi, xin phép chào anh chị và chúng ta sẽ gặp lại nhau tại buổi video tiếp theo. Chúc anh chị mình một buổi tối vui vẻ và chúng ta sẽ chờ đợi những cái sự vận động tích cực hơn đến từ VN-Index vào ngày mai.